Trời đó, giòn ghê không các bạn nè. Các bạn coi nè, hấp dẫn ghê không? Ở ngoài nó giòn, bên trong nó rất là thơm luôn á. Mình chưa nó giòn dữ thật. Đây là kênh ù thích ăn chay. Xin chào các bạn, hôm nay cô bé xin giới thiệu món mới cho các bạn nha. Món này là lá lốt cuộn chiên giòn. Cái lá này mình ăn cũng nên thuốc lắm nha các bạn. Món này rất là đơn giản, dễ làm luôn. Nhưng mà làm lên là một cái món lá lốt cuộn chiên giòn rất là cái lẩm món ăn chơi này đi nha các bạn. Sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Rồi giờ mình bắt tay vô làm nha các bạn. Sau đây cô bé sẽ giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết nha. Ở đây là cô bé có cái thịt bằm là thịt khô ở trong bịch đó nha các bạn. Cô bé ngâm khoảng 2 tiếng đồng hồ, cô bé xả cho sạch rồi cô bé dắt cho cô nè. Cô bé có 150g mọc, cô bé tán rồi nè. Dạ, còn gì cái mọc này là cô bé có bán, nếu các bạn nào mà mua ở ngoài, muốn làm món này mà mua ở ngoài không có đó, thì có thể qua cô bé. Nửa 100g củ cải đỏ, nửa cái củ hành tây, củ hành trắng đó các bạn. Ở đây là cô bé có 2 tay nấm mèo ngâm sạch, rửa sạch, sắc nhỏ. Rồi ở đây là cô bé có 2 mấy cọng hành lá. Nếu các bạn nào không ăn hành lá thì có thể thấy cây ba rô cho các bạn. Ở nhà cô bé có gì cô bé làm đó, tại cô bé ăn hành được. Đó, một bịch bột chiên giòn. Không thể nào thiếu lá lốt nha các bạn nè. Đó, lá lốt là các bạn mua, nếu mà các bạn không có hái được mà cũng như là ở nhà trồng mà mình hái được thì các bạn ra chợ các bạn mua và các bạn lựa lá lốt gì vậy cũng hơi bự bự gì nè. Đó, mình về mình rửa sạch để cho ráo, đặng ngồi mình cuốn mình chiên đó. Cô bé rửa sạch, cô bé để cho nó ráo cái gỗ này đó. Rồi cái gia vị mà nem trong cái nhân một lát cô bé xào đó. Rồi các bạn nào không ăn tỏi thì bỏ dầu không cũng được, cô bé thì ăn dầu tỏi. Đây là nửa muỗng tiêu, nửa muỗng bột ngọt. Đó là họ mình nêm vô cái mình xào cái gia vị mình nêm vô. Còn ở đây là cô bé có 2 muỗng canh mè, mè trắng, một lát cô bé gan. Mè để hồi cô bé trộn vô trong cái nhân ăn cho nó thơm á các bạn. Cái món này mình chiên xong á là một hồi mình sẽ chấm với tương ớt mình ăn. Giờ mình xắt hạt lựu thiệt là nhuyễn nha các bạn. Nhuyễn thiệt nhuyễn rồi mình ấy giờ mình trộn vô nó mới dính nha. Hạt thiệt là nhuyễn luôn nha các bạn. Cô bé gan mè trước nha các bạn. Đó. Vừa vàng nè các bạn, theo phải vàng mới được nha. Không vàng là nó không có thơm nha các bạn. Vàng nhà nó mới thơm cái nhân của mình. Mới đổ 2 muỗng. Rồi giờ bé bỏ thịt bằm vô xào nè. Bé bỏ cái này vô xào chung luôn nè. Cô bé bỏ nửa muỗng cà phê hạt nêm vô nha các bạn, đừng bỏ nhiều nha, bỏ nhiều nó mặn. Rồi giờ cô bé xào thì gần chín, giờ cô bé bỏ hành lá vô nha, cô bé ăn hành được. Cô bé quậy bột nha các bạn, quậy sệt sệt rồi mình nhúng vô chiên thì cô bé thì ăn hột gà được. Còn nếu các bạn nào không ăn hột gà được thì khỏi bỏ hột gà, chỉ quậy bột không thôi nha. Bữa này cô bé ăn hột gà được nên ra cô bé đặt hột gà vô đó, bé ăn trứng được. Rồi giờ bé chế xíu nước vô này đó, canh nước mình đừng có ấy nhiều quá. Sạt sạt thôi, mình chế từ từ. Mà chuyên nghiệp không? Này lấy đồ quậy bột mà quậy rồi chứ.
À, bé thấy không, bé lấy cái này bé quậy bột, bột nó đều hơn, bé thấy không? Dễ quậy hơn. Các bạn thấy nặng nặng tay gì được rồi nè, đó. Canh vừa vừa thôi, đừng có lỏng quá nha. Đừng có lỏng quá mà cũng đừng có đặc quá. Nè các bạn thấy cái này nó nhiễu xuống gì là được rồi nè. Còn nó đặc quá thì cũng được, mà nó lỏng nó chảy ghe thì cũng không được nữa nha. Canh dừa thôi. Giờ mấy cái nhân này là cô bé xào xong hết rồi nè. Gia vị xong hết bây giờ. Mè gan nè, cô bé rưới vô nè đó. Cái này cái mọc nè, mọc này là cô bé tán hết. Giờ cô bé bỏ ra, cô bé trộn đều nè. Mọc quá là nó có cái gia vị rồi. Các bạn khỏi cần phải nêm muối được vô sao nó mặn nha. Tại này mình chiên là mình ăn với lại tương ớt nha các bạn. Giờ trộn đều lên nè các bạn thấy không. Đó, cô bé tán đều lên nè. Tán đều lên. Mình làm xong rồi giờ mình cuốn giờ nha các bạn. Giờ mình chét mỏng mỏng, đừng chét nhiều nha. Chét mỏng mỏng gì nè, mình chiên cho nó dễ chín nè. Nè, bóp đè như với cái bánh xếp vậy nè các bạn. Đặng nó dính rồi mình nhúng bột nó có bị gã ra. Rồi nè. Nè ha. Đó, thấy chưa? Nè, dính qua dính lại nó không có ngã nè, thấy không? Cô bé cuốn xa ấy xong rồi nè các bạn thấy không. Giờ cô bé nhúng vào bột, cô bé bỏ vô, cô bé chiên. Đó, cô bé bỏ vô nè nè các bạn, bỏ vô lấy từ cái thì cái chứ đừng bỏ nhiều quá nha. Đó. Rồi, giờ nhúng. Năm cái thì hết chiên nữa đó nè. Bạn nhớ lưu ý là mình dặn lửa riu 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 nha, đặng cho nó chín cái phần nhân ở trong. Tại cái mọc hồi nãy là mình không có hấp trước nha. Như rửa chiên ở ngoài nó giòn ở trong nó chín luôn cái nhân. Là cô bé chiên vàng rồi nè, cô bé lấy ra nè đó, các bạn thấy không? Đó. Ngon ghê không? Cắt hai trái luôn. Vớt ra rồi nha các bạn. Nó giòn nhưng trong ngon ghê không các bạn nè. Đó, hấp dẫn chưa, thơm lừng luôn nè, thấy không nè. Cho cô bé chấm vô đây cho con các bạn coi nè. Đó nè, thấy chưa. Nó hấp dẫn ghê không. Ở ngoài nó giòn, bên trong nó rất là thơm luôn á. Thơm hồng mùi lá lớp mà thơm cái mùi dương ở trong đây nữa. Ngon. Chấm từ ớt ăn là ngon tuyệt vời luôn ha. Giòn ghê luôn á. Cái lá lớp nè, mình lăn với bột không có mình chiên nó giòn như thợ. Ngon không thật. Món này chiên ăn chơi thay vị. Không ngon lắm. Tuyệt rồi, làm món này cũng ngon hết nè. Thay vị luôn, tuyệt vời. Mẹ ăn được cơm không? Chịu nó nấu cơm. Chị ăn hai miếng thì muốn to nè, ở anh này ngon á. Ăn có thể no không ạ? Dầu mỡ này. Đúng rồi, cái món này là phải dầu mỡ rồi các bạn ơi. Đúng rồi, món này là phải chịu dầu mỡ rồi đó. Ai không ăn dầu thì đừng làm món này nha. Chiên lên đó các bạn, nó hòa chung với cái bột mà nó giòn mà nó ngon ghê lắm. Cái chai của mày rất là giòn ngon luôn. Giòn luôn á, cái lá nó giòn rớp rớp luôn chứ không có bị xèo đúng không á. Cá giòn cụm nè. Ốc cá giòn ghê luôn. Ăn hai cái là ngán thôi. Đây ăn bốn cái. Bạn bốn cái hả? Ừ. Giòn ghê lắm. Thì cái món này là bé ăn á, thì gia đình bé dùng thấy nó rất là ngon, vừa miệng. Rồi cái món này nếu mà nhà các bạn có đám có tiền thì có thể làm món khai vị cũng được, hoặc là món ăn chơi. Nhà có một ít mình chiên cho nó ăn cũng ngon nữa. Thì nếu các bạn có thích món này thì có thể về nhà làm thử. Rồi nếu mà ăn ngon là nhớ like và subscribe cho hai cô cháu cô bé. Video tới cô bé sẽ có những món gì ngon lạ mới thì cô bé sẽ chia sẻ cho các bạn cùng nhau làm, để mình có những món chay ăn thay đổi khẩu vị nha các bạn.
Thì cô bé thì có bán hủ tiếu vào buổi sáng tại chợ Nguyễn Chí Nghĩa, phường 12, quận 8, số nhà 168 nha các bạn. Rồi nếu các bạn có đi ngang đó thì ghé ủng hộ cô bé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của hai cô cháu mình nha. Chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, chào tạm biệt. Bye bye.